Thắng Lê xin chào anh chị và các bạn. Trong cái bài chia sẻ này, mình sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn mình biết cách để mình định tỷ lệ, mình dàn trang một cái bản vẽ tại cái không gian layout. Và đặc biệt trong cái video này mình chú ý cái phần mình tập trung vào hướng dẫn cho anh chị và các bạn biết cách mình ghi chú. Ghi chú ở đây gồm có kích thước, gồm có text, phần văn bản, phần chữ trên bản vẽ đó thì hoàn toàn nằm tại không gian layout hết. Cái phần ghi kích thước, ghi text ở không gian layout, model chỉ vẽ thôi. Thì các bạn nhìn nè, bên dưới cái màn hình CAD á, ở chỗ này nó có model và layout. Thì model là cái nơi, là có nghĩa là mô hình, là cái nơi cho mình dựng, mình vẽ hình thôi. Còn layout là nơi dàn trang ghi chú, là hoàn toàn layout. Thì trong video này mình sẽ làm theo tinh thần đó. Rồi mà các bạn theo dõi ha. Nó có cái ưu điểm gì thì mình sẽ tìm hiểu nè. Đầu tiên mình cho các bạn xem một cái bản vẽ. Đây là người ta dàn trang tại không gian layout. Tuy nhiên tất cả những cái ghi chú này nè, tất cả những ghi chú này là hoàn toàn ở tại không gian model. Được chưa các bạn? Đây, bạn trở qua không gian model bạn thấy nè, đây người ta ghi chú nè. Vẽ, hình và ghi chú. Ghi chú ở đây gồm có text và kích thước. Text và kích thước hoàn toàn nằm tại không gian vẽ model. Rồi, bây giờ mình tạo ra một cái file cũng từ cái file đó. Ở đây mình lấy tượng trưng cái mặt bằng bố trí cái thùng thư ở tại các cái khu chung cư, các cái tòa nhà cao ốc sẽ có một cái khu vực có cái thùng thư đó các bạn. Thì mỗi một cao ốc sẽ có mỗi một căn hộ sẽ có một thùng thư. Thì mình lấy cái bản vẽ cái thùng thư này làm ví dụ. Ở đây mình tạm đánh số 1, 2, 3 tại không gian model luôn cho các bạn thấy. Thực tế cái này mình hoàn toàn ghi chú ở tại không gian layout nha. Bây giờ mình copy ra một cái hình mình để đó. Đây, mình copy nguyên một bản vẽ mình để ngay bên dưới này để dự trù. Mình copy nha. Đây, dự trù để đó mình biết. Rồi giờ mình xóa hết toàn bộ những ghi chú. Bây giờ các bạn quan sát cái hình bên trên thôi, nguyên cái dãy bên trên thôi. Bên dưới này mình lưu dự phòng thôi. Đó, coi như mình chỉ vẽ hình, mình không có ghi chú gì đây hết. Các bạn thấy chưa? Mình không có ghi chú. Và cái hình này thì mình cũng dự phòng của cái hình rồi, trên mình dự phòng rồi, đây bỏ đi. Ở đây là ba hình này khi cho nó vào trong cái khung giấy chắc chắn là nó ba tỷ lệ khác nhau, nhiều khả năng nó sẽ là ba tỷ lệ khác nhau, được chưa các bạn? Cho nên nếu mà các bạn ghi chú tại không gian model thì bạn phải định dạng ba kiểu dim khác nhau, cũng như test là ba định dạng test khác nhau. Nếu bạn sử dụng một kiểu dim thì phải dùng dim scale. Còn nếu mà dùng một kiểu test thì phải chịu khó scale test đó. Thì cái cách làm cụ thể những cái video trước trong kênh thằng Lê đã chia sẻ cho các bạn hết rồi. Các bạn cứ vào trong kênh thằng Lê bên dưới video này, trong một mô tả mình có để cái đường link, các bạn click các bạn vào thẳng vào trong kênh luôn. Mình tìm đến cái video có tên là liên quan đến tỷ lệ tại layout và model thì sẽ ra những cái video đó. Các bạn có thể search ở trong kênh nha. Bạn click vào cái mục search ở góc trên bên trái của cái màn hình YouTube á. Còn cái mục search ở ngay giữa đó chính là search ở trong YouTube. Đó là bạn search toàn cục. Mình search trong nội bộ cái kênh đó là ở góc trên bên phải, là góc trên bên phải của cái màn hình có cái ô đó. Bạn cứ gõ vào tỷ lệ, định tỷ lệ. Ba chữ định tỷ lệ là đủ rồi, hoặc là hai chữ tỷ lệ là cũng đủ rồi, thì sẽ ra những video đó. Rồi bây giờ mình chỉ các bạn nè, phần vẽ là mình cứ vẽ tại model như thế này, không ghi chú gì hết đó, không ghi chú qua bên layout. Thì mình làm như vậy nó có cái ưu điểm gì? Cái ưu điểm là các bạn không cần tạo nhiều kiểu dim, không cần tạo nhiều định dạng test làm gì, chỉ cần tạo một định dạng dim duy nhất, tạo một định dạng test duy nhất là ghi cho tất cả các tỷ lệ, rất đơn giản, nó không có bị rối. Và đảm bảo trên cái khung bản, trên một cái khung bản vẽ, trên một cái tờ bản vẽ của các bạn đó, thì cỡ dim và test nó cùng cỡ với nhau thì nhìn bản vẽ rất là đẹp. Tuy nhiên nó cũng có một cái khuyết điểm. Khuyết điểm là gì, làm xong mình sẽ thấy, được chưa các bạn? Rồi bằng qua layout nè, thì đầu tiên mình chỉ cho các bạn, mình nhắc lại nhanh cái quá trình định tỷ lệ dàn trang tại layout. Mình có video chỉ rất là kỹ trong kênh rồi, cái đây mình làm nhanh lại để cho các bạn đỡ phải lật lại những cái video cũ. Rồi các bạn xóa cái khung nhìn này, bạn bỏ đi. Cách định tỷ lệ tại không gian layout như thế này nha, mình chỉ nhanh gọn lẹ thôi, không có dài dòng cho các bạn đâu.
ông vào layout nè, có nhiều bạn xem rồi nhiều khi nói là mình hướng dẫn không bài bản, thật ra mình muốn nhanh gọn lẹ cho các bạn chứ mình chỉ cho dài dòng nhiều thứ có những cái thao tác không có cần thiết, thành ra mình bỏ qua nha. Còn các bạn làm được thì càng tốt. Ở đây mình mục đích là các bạn dành cho tất cả mọi đối tượng đều có thể làm được, mình không có chỉ phức tạp. Và đầu tiên các bạn xóa khung nhìn này nè, khung nhìn hiện hữu này nè, bạn chọn nó tích ngay nó là xóa rồi, rồi nhấn delete bỏ khung nhìn hiện hữu này đi. Rồi bạn mở cái file khung bản vẽ của các bạn lên, nếu bạn chưa có thì bạn tạo file khung. Tạo file khung như thế nào thì trong kênh mình không biết, mà mình nhớ không không rõ là mình đã chia sẻ hay chưa. Nếu mà các bạn coi mà mình chưa có chia sẻ video hướng dẫn thì mình sẽ làm tiếp video mình chia sẻ cho các bạn. Có thể mình chia sẻ nó lòng bên trong những cái video hướng dẫn tỷ lệ đó, chứ còn làm một cái video mà hướng dẫn tạo cái khung tên thì hình như là chưa có. Mình sẽ làm video đó cho các bạn. Thì cái khung bản vẽ này mình đã chia sẻ lên trên kênh rồi, ở trong cái bạn vào cái trang thân lê logboss.com á, đây trang này nè, bạn tìm đến khung bản vẽ bạn tải về. Thì cái khung bản vẽ đó để tham khảo, bạn có thể tạo lại theo ý của các bạn, không nhất thiết phải theo cái khung mình đã gợi ý đó. Các bạn làm cho nó phù hợp với những công năng, những công việc ở công ty, ở doanh nghiệp của mình đó. Rồi bạn mở file khung lên, thì đây là cái khung A3, là khung giấy A3 đã tạo sẵn. Đây là file khung nha. Rồi mình bôi chọn cái khung giấy A3. Đây là cái khung mà mình tạo sẵn nè, bạn xem nè. Đó, bạn xem sẵn cái thông tin nè. Đây là khung tên đơn giản thôi. Đơn giản. Rồi, bắt đầu chọn đối tượng nè. Ctrl C, mình sẽ làm video hướng dẫn làm khung cái khung bản vẽ này cho các bạn nha. Rồi các bạn sang cái file đang làm việc nè. Hồi nãy mình đã xóa khung nhìn rồi, bạn nhớ chưa? Cái file hồi nãy mình đang thao tác là file này nè. Đây, bạn thấy chưa? Qua layout. Đầu tiên xóa khung nhìn hiện hữu mình đã xóa rồi. Bây giờ bạn nhấn Ctrl V, bạn dán cái khung A3 này vào. Ở đây sẽ còn một cái đường chấm đứt, cái giới hạn của nó kệ nó đi, bạn cứ dán ra ngoài đi ha. Thật ra mình định base up cho nó, tuy nhiên ở đây mình không có quan tâm đến base up. Base up mình có video hướng dẫn rồi. Các bạn không cần quan tâm tới cái đường viền, cái giới hạn base up này. Bạn cứ dán ra bên ngoài cũng được, không vấn đề gì hết. Tiếp theo, có nhiều bạn hỏi là cái không gian layout của mình, của em sao nó có màu trắng, của thầy sao nó có màu đen. Là do bạn vô đây bạn chỉnh nè. Thì bạn để cái nền trắng, thì thông thường mặc định bằng máy cài két á, thì két nó mặc định để là cái nền trắng cho nó phù hợp với cái nền giấy. Rồi tuy nhiên cái nền trắng thì một số cái màu mà nằm trên nền trắng mình thấy không có rõ, cụ thể là màu vàng, màu xanh lá cây, hoặc là cái màu, những cái màu nhạt nhạt á, thì nằm trên nền trắng rất là khó thấy. Cho nên bạn để cái màu đen thì nhìn nó rất là rõ. Mình chỉnh màu đen bằng cách vào trong nè, bạn gõ OP Enter từ bàn phím nha, nó hiện ra cái cửa sổ option. Bạn tìm đến cái thẻ display bên trên này, nó có rất là nhiều cái thẻ, cái menu display. Bạn tìm đến display, tìm đến cái nút color, rồi bạn tìm đến sysset layout, rồi bạn ô giữa không tác động, bạn tác động ô giữa. Ô giữa là đây nè, đây là cái nền giấy nè, bạn thấy chưa, chỉnh cho nó đang là nền đen. Giả sử nền trắng là mặc định nè, bạn chuyển qua nền đen ở đây nè. Đó, mặc định nó đang là trắng vậy nè. Đó, bạn chỉnh lại nền đen là được nha. Chỉnh lại nền đen thì mình đã chỉnh rồi đó. Thì là ok, sau đó apply rồi ok thì nó mới qua nền đen nha các bạn nha. Để định tỷ lệ tại dạng trang, tại layout, thì các bạn phải lấy thành cụ có tên là viewport ra. Để lấy tên một cái thanh công cụ bất kỳ á, thì bạn vào trong cái menu tool nè, mình chỉ cách tổng quát vào menu tool nè, vào tool bar nè, AutoCAD nè, đây. Còn nếu mà bạn không thấy nó hiển thị cái thanh menu bar này ra đó, do cái màn hình của các bạn đang sử dụng cái giao diện dạng này nè. Nếu mà các bạn đang sử dụng cái giao diện dạng mặc định này nè, mặc định mất cài két á, đây cái giao diện lúc phần lớn các bạn mới cài két thì nó cứ ở giao diện này thôi, giao diện này thì nó không có cái menu đó. Còn cái cách để đưa từ cái gia chuyển cái giao diện này, cách mà thiết lập thêm cái giao diện Classic mà trên màn hình mình vừa chỉ cho các bạn đó, thì trong kênh mình đã có cái video đó rồi. Cái video có tên là hướng dẫn thiết lập giao diện Classic cho AutoCAD, các bạn cứ vào gõ search vào sẽ thấy video bạn coi ha. Rồi bây giờ mình trở lại cái giao diện đó, cái giao diện mình đã thiết lập, mình có video hướng dẫn cho các bạn làm giao diện này rồi. Rồi nếu mà trên màn hình mà không có cái thanh menu này, các bạn vào cái trong mũi tên như thế này nè,
click vào tìm đến show menu bar. Ở đây mình show ra rồi, thành ra nó chỉ còn có hai thôi, vô hai là nó mất, nó không có nè. Click vào đây show menu bar đó, thì nó hiện ra được chưa các bạn? Nhiều bạn không thấy cái thanh này thì cứ vào đây nè, mình nhắc lại, cứ vào ngay chỗ cái mũi tên này, góc trên bên trái màn hình á, có cái mũi tên nhỏ nhỏ nằm chỗ này nè, click vào tìm đến show menu bar thì nó ra. Thì sau đó mình cứ vào tool toolbar AutoCAD thì nó ra, tìm đến viewport nha, viewport, click mũi tên cho nó mở ra. Màn hình nhỏ thì nó shift vào bên trong, màn hình lớn thì nó mở hết ra cho các bạn. Viewport rồi, mình vừa lấy nó ra đâu, mình xem coi nó nằm ở đâu. Đây đây, nó nằm đây nè các bạn, nó nằm đây nè, kéo xuống cho các bạn xem. Đây thanh cụ viewport ở thế này nha, mình để đây, mình thao tác xong rồi mình tắt đi luôn. Đây, thì lâu lâu mình mới xài nó lần thì mình cứ xài xong tắt nó đi. Cái màn hình của mình nó nhỏ thành ra mình không có để nó hiện diện trên màn hình. Màn hình của các bạn lớn vô tư bạn cứ để xuất hiện hết trên màn hình thì không cần tắt đâu, do mình sử dụng laptop màn hình nó nhỏ. Dùng lệnh đây, qua layout đó lại nha, lưu ý mình đang ở layout, khung tên này cũng đang, cái khung bản vẽ này đang ở layout. Nhập lệnh MV biểu tượng là đây, thì mình giữ trụ là ở bên không gian model, mình đó lại không gian model này, nó chuột trái cái đó lại không gian model, rơi vào ngay chữ model nó chuột trái. Ở đây có ba hình, ở đây mình có ba hình tất cả. Đây là cái mặt bằng, đây là cái mặt đứng của cái hòm thư, hòm thư chỗ này nè. Rồi cái mặt đứng này là đứng đây nhìn vô nè, đứng đây nhìn vô. Này có ba hòm thư, mình lấy tượng trưng một hòm thư thôi. Đó, mặt đứng đó, đứng đây nhìn vô, đứng là mặt đứng này. Và chi tiết của một cái mặt của cái thùng thư, này, chi tiết của cái mặt, mặt thùng thư, mặt cái cột cái một cái hòm thư đó. Ba chi tiết này vào trong một bản vẽ thôi, mình muốn đưa vào một bản vẽ thì tất nhiên là tỷ lệ sẽ ba tỷ lệ khác nhau. Trở lại layout, bạn nhập lệnh MV là phím tắt của cái biểu tượng này, click chuột trái nha, mà chuột trái chuột phải thì mình nói rất kỹ, các bạn cứ làm theo là được. Click chuột trái, canh tương đối thôi, này click chuột trái, bạn mở vẽ ra một cái khung nhìn mình án chừng thôi, tương nhiên là án chừng tí xíu mình canh lại sao. Mình muốn quy hoạch cái khu vực chỗ này là để đặt cái mặt bằng. À, cái mặt bằng mình muốn để chỗ nào mà quy hoạch trước, giả sử mặt bằng mình để khu vực bên dưới này, đây mặt bằng mình muốn để khu chỗ này. Cái mặt bằng này chủ yếu mình thể hiện cái vị trí để cho người ta thấy vị trí thôi, key plane thôi. Các bạn còn hay gọi là master plane, tức là cái mặt bằng vị trí là cái này nè, để cho người ta biết là nó là cái hòm thư nào thôi, chứ trên đây mình không có ghi chú cụ thể chi tiết, thì mình ghi trên cái mặt này được chưa các bạn. Cái key plane thì các bạn không cần phải cho quá to, nằm ở góc nhỏ thôi được rồi, để cho chủ yếu người ta thấy đó, giống như cái bản đồ vị trí vậy đó. Rồi MV enter, từ từ mình làm một cái video hướng dẫn các bạn làm cái key plane nha, cái master plane nó cũng là một cái chủ đề các bạn cần quan tâm đó. Khi mình làm một công trình thì chắc chắn là bạn phải đưa cái key plane nó vào rồi, trong cái vẽ tổng thể, nó chính là tổng thể mình biết. Ví dụ như các bạn làm một cái dự án, một cái khu chung cư hay một cái nhà xưởng, trước đó đã có nhiều cái công trình rồi, bây giờ mình làm thêm một nhà xưởng nữa, thì có phải là các bạn phải đưa cái K-Land, K-Land lúc này chính là cái mặt bằng tổng thể của cả khu đó. Hay hoặc là công việc của các bạn là làm một cái tòa chung cư, một cái tòa tháp chung cư nào đó, thì cái K-Land chính là cái bản đồ vị trí khu vực đó. Các bạn lấy, có thể là lấy vài con đường xung quanh để cho người ta nhìn vào, người ta biết cái vị trí của nó, thì cho các bạn K-Land mình chỉ cho các bạn làm, nó không có khó đâu. Mình quên, các bạn cứ nhắc nha, các bạn cứ comment nhé. Mấy cái video đó mình sẽ làm cho các bạn. Rồi bây giờ cái vị trí nè, vị trí đặt cái mặt đứng của cái hòm thư nè, là mình muốn vị trí này nha, mình vẽ ra giống như vẽ hình chữ nhật vậy đó. Đây để cái này nè. Rồi còn cái góc chỗ này là mình để cái chi tiết của cái mặt hòm thư. Nhập lệnh MV đó lại. Đây, đây cái mặt hòm thư mình để ngay góc này. Xong, mình có tất cả là ba khung nhìn, có tất cả ba khung nhìn. Bây giờ mình giải quyết khung nhìn, từng khung nhìn một. Bây giờ giải quyết từng khung nhìn một. Tiếp theo bây giờ mình đưa từng hình vào trong cái khung nhìn. Đây cách làm. Đầu tiên mình đưa cái mặt bằng trước nha. Thì làm cái ưu tiên mặt bằng trước. Đưa trở vào ngay cái khung nhìn này nè. Đầu tiên các bạn dùng lệnh Z enter hoặc là biểu tượng ở đây nè. Không thấy biểu tượng thì các bạn cứ nhập Z enter là được nha. Đây mở vừa khích khung nhìn này, đầu tiên mình giải quyết cái mặt bằng trước nè. Đó, thấy hết, lúc này không có lăn bánh xe chuột nữa. Để khi bạn lăn thì nó thay đổi tỷ lệ mất công, bạn phải
chỉnh lại, bạn đưa trỏ vào trong, nhấp đôi chuột trái. Như vậy là trỏ các bạn nó đi vào trong cái khung nhìn này rồi. Bây giờ các bạn chỉ việc chọn cái hình đưa lên. Cụ thể đây mình làm cái mặt bằng vị trí. À, vị trí tức mình biết ba hòm thư, biết nó là hòm nào, 1 2 3 nó là cái hòm nào đây, 3 1 2 3 nè, 1 2 3 nó chính là hòm số 3 đó. Rồi mình zoom to hình lên, Z enter nè, cũng như mình Z enter mở ra giống như vẽ hình chữ nhật vậy đó. Rồi cho nó to nhất trong cái khung nhìn này. Rồi sau đó bạn thoát ra khỏi khung nhìn này bằng cách đưa trỏ ra ngoài, nhấp đôi chuột trái hoặc gõ phím tắt là BS enter. BS bề phở nha, BS enter thì nó ra nè. Tức bạn trỏ mình trở lại không gian layout. Tiếp theo mình giải quyết cái khung nhìn này. Tỷ lệ mình tính sau, bạn giải quyết trước đi, mình đưa lên trước đi, cũng dùng là Z enter nha, Z enter. Bắt chéo cái khung này thấy hết, to nhất có thể. Rồi, lúc này không có lăn bánh xe nữa. Đưa trỏ vào trong khung nhìn này, nhấp đôi chuột trái để vào trong khung nhìn này. Này bạn zoom là lúc này bạn thấy bằng zoom không? Nó zoom. Tức là trỏ của mình đang ở không gian model, nó truy cập qua thông không nó tiếp cận qua cái không gian model thông qua cái khung nhìn này. Rồi bây giờ mình zoom chỗ này lên nha, Z enter nè. Bạn làm cũng tương tự vậy đó, zoom nhìn rồi nó to nhất rồi đúng không? BS enter để thoát ra khỏi khung nhìn, BS enter nha. Rồi chỗ này là chi tiết của cái mặt hòm thư, nhấp đôi chuột trái vào trong cũng là dùng là Z enter nè, bắt vừa khít nè, bạn thấy zoom không, thấy chuột trái hết á, không lăn bánh xe nữa, đưa trỏ vào trong, nhấp đúp đi vào trong. Rồi bây giờ mình chọn cái mặt của cái thùng thư mình đưa lên đây. Rồi được chưa các bạn? Tiếp theo BS enter để trở ra, BS enter để thoát. Bây giờ mình dò tỷ lệ cho ba cái khung này nha, dò tỷ lệ cho nó như thế nào đây. Bạn chọn cái khung nhìn này, chọn chú ý chọn khung nhìn trước. Rồi sau đó các bạn dò tỷ lệ vào đây, dò tỷ lệ vào đây nè. Thì mình dò đến khi nào mình thấy cái khung hình nó vừa vặn như thế này mình dừng lại, cái con số bạn dò được đó chính là tỷ lệ. Rồi bạn gõ vào 1 sạc. Ban đầu mình dò thử 1/50 xem như thế nào. À 1/50 thì cái hình rất là nhỏ, giấy trắng còn rất nhiều, chứng tỏ mình giảm con số phía sau lại. 1 sạc 10 thôi xem sao. 1/10 thì nó vào không hết. Bạn thấy nó cái hòm thư nó không vào hết không? Chứng tỏ phải lớn hơn 10. Rồi 1 sạc 15 chắc chắn là sẽ vào. Ok, tuy nhiên cũng còn dư giấy. Nếu mà bạn lấy tỷ lệ lẻ thì không có tỷ lệ 1/11 hay 13/14, không ai lấy những tỷ lệ lẻ hết đó. Thì hoặc là bạn lấy 1/10 hoặc là 1/15 thôi. Thì ở đây là chấp nhận lấy 1/15. Tại vì xung quanh các bạn còn ghi chú nữa, xung quanh các bạn còn ghi chú. Được chưa? Mình chấp nhận 1/15. Còn trong trường hợp mình muốn không cần quan tâm tỷ lệ nhiều, các bạn muốn phóng to, zoom to cái hình lên thì chỗ này bạn có thể canh chỉnh nó lại nha. Một, tức là mình không có quá đặt nặng vấn đề tỷ lệ. Mình chỉ cần cái hình sao cho nó vừa vặn cái tờ giấy, đẹp, nhìn rõ tại khi in, khi thao tác, khi thực hiện ngoài công trình, hoặc là dưới xưởng, khi gia công, thì các anh thợ chỉ nhìn vào cái thước các bạn ghi mà người ta làm. Để chơi các bạn. Một sẹt 12. Đó, 1/12 các bạn thấy nó vào hết không? 1 sẹt 14. Thì bắt đầu nó giảm lại nè. À, cái hình này mình chấp nhận lấy 1/15 nha, lấy số đẹp là 1/15. Rồi, chắc chắn là mình in khổ giấy lớn thì nó sẽ nhìn thấy rõ. Tiếp theo, bạn dò tỷ lệ cho cái khung hình dưới đây. Chọn khung nhìn trước, nhớ chọn khung nhìn trước, dò tỷ lệ vào đây. 1 sẹt bao nhiêu đây? Gõ đại đi, các bạn cứ gõ đại đi. 1/20 xem sao. 20 nó không vào hết, chứng tỏ 1/25. Nó vào mà nó chí mí sẽ không còn chỗ cho các bạn ghi chú, thành ra các bạn cứ giảm nó lại đi, 1/30 luôn. Rồi đẹp, hình này lấy 1/30, hình này tỷ lệ 1/15, hình này tỷ lệ 1/30. Rồi giờ mình dò tiếp tỷ lệ cho cái hình này, zoom to hình này lên, chọn đây nè, dò vào đây, 1/1/ bao nhiêu đây, còn gõ đại đi, 1/5 xem sao. À, 1/5 thì cái hình nó nhỏ, nó còn dư giấy, chứng tỏ là 1/3 thôi. Ok, hình này 1/3 là đẹp, nó còn dư chỗ cho các bạn ghi chú kìa. Hình này tỷ lệ 1/3. Hình này tỷ lệ bao nhiêu bạn quên, bạn click vào, bạn thấy nó báo 1/30. Còn hình này quên, bạn click vào 1/15. Đó, bạn muốn
cho nó đẹp một chút thì bạn canh chỉnh lại nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình mới canh tinh chỉnh lại nè, tỷ lệ đã có hết rồi. Bây giờ bạn mới chọn từng cung nhìn một, mình thu hẹp lại. Không có bạn lấy chuột trái, đừng có giữ chuột, lấy chuột trái cái là kéo đi thôi. Đây mình thu hẹp lại từng cung nhìn một. Thu hẹp lại một chút. Rồi, tiếp theo nè. Cái hình này cũng tương tự, mình thu hẹp lại. Cái khung nhìn đó, khung mà nãy bạn dùng lệnh MV bạn kẻ ra đó. Rồi, hình này thì mở ra, rồi được rồi, hình này như thế này là ok rồi. Rồi mình tiến hành mình sắp xếp nó lại, mình mua nó lại. Nè, mua nó lại. Rồi tiếp theo, bây giờ mình chỉ cho các bạn ghi chú nè. Cái quan trọng là cái phần ghi chú. Phần ghi chú, phần này mình đã chỉ trong những video trước rồi, các bạn xem mà cũng có thể học được. Giờ ta có phần ghi chú, tức là giữa dim và test nó ở trong cùng một bản vẽ, cụ thể là ở bên không gian layout này, cho các bạn có một định dạng dim, một định dạng test duy nhất để ghi thôi. Rồi trước tiên các bạn phải định dạng dim và test cho nó. Để định dạng dim bằng gõ vào D enter nè, D enter, cứ chọn ISO 25 nè, chọn ISO 25. Còn nếu nó không có ISO 25 là do ngay lúc đầu các bạn khởi tạo, lúc khởi tạo file để vẽ file new bạn chọn nhầm qua cái file ACAD này nè. Đây là file mẫu CAD lập sẵn cho các bạn, đơn vị hệ in nha, không phải MS. MS là cái này nè, bạn chọn cái này mới có ISO 25, được chưa? ACAD DISO.DKT á. Nhiều bạn sai cho đó, rất là nhiều bạn sai, thậm chí những bạn có kinh nghiệm vẽ lâu năm cũng vẫn bị sai cho đó. Rồi. Bây giờ mình định tỷ lệ, xin lỗi, mình đào tạo kiểu dim, chọn ISO 25, D enter, chọn ISO 25, new, đặt tên cho nó. Ở đây mình để mình xóa hết tất cả những cái dim cũ đi nha, để cho nó đỡ rối các bạn nè. BU để xóa tất cả những cái layer rỗng, để xóa tất cả những cái định dạng dim test rỗng, bạn cứ gõ BU enter, chứ không phải vô xóa từng cái nha, nhiều bạn không biết cái tính năng này đó. Nhấn AA liên tục, xóa những cái lock rỗng bên trong cũng vậy. Tức là cái lock đó nó ở trong cái bộ nhớ thôi, chứ của CAD thôi, chứ nó không có xuất hiện trên màn hình. Thì bạn dùng BU, nhấn AA liên tục, thấy chữ cục O này nó mờ đi là nó xóa hết rồi đó. BU enter, nhấn phím AA trên bàn phím, nhấn liên tục, nhấn nhả đến khi thấy chữ cục O nó mờ là được luôn. Thì nó xóa sạch những cái định dạng không có ở đây, bạn thấy chưa, nó xóa hết rồi nè. Còn cái này nó đang xuất hiện do nó có đối tượng trên bản vẽ. Định dạng test cũng vậy nè, bạn thấy chưa, nó xóa những cái định dạng không có trên bản vẽ rồi nè. Layer cũng tương tự thôi, được chưa các bạn? Layer rỗng, nó xóa những layer rỗng. Layer rỗng là những layer không có đối tượng trên bản vẽ. Rồi bây giờ mình định dạng dim, D enter, chọn ISO 25, new, đặt tên cho nó dim layout. Continue, click vào continue. Rồi màu sắc các bạn cứ chọn theo màu ý của các bạn. Ở đây mình lấy màu đỏ, mình muốn các bạn có thể lấy màu theo ý của các bạn nha. Rồi offset from origin là khe hở này nè, chỉnh cho nó lớn lên, dùng chỉnh cho lên 2 ly 3 ly đi à, cho nó lớn xíu, bạn thấy nó hở ra nè. Rồi qua tới cái symbol center round, kiểu mũi tên mình giảm lên chút chừng 2 được rồi, nó là to. Rồi qua test, phần test thì cho đỡ màu, ở đây lấy màu vàng chẳng hạn. Đây, cái đây là cái chiều cao chữ khi in ra trên tờ giấy A3, bạn muốn nó in cao mấy ly chọn ở đây, thì theo tiêu chuẩn ISO cho bạn 2.5 ly, ok chấp nhận. Các bạn muốn cao hơn bạn cho hơn đây nha, 2.5 ly thì thấy cũng rõ rồi, trên tờ giấy A4, A3 chiều cao chữ của kích thước bạn lấy 2.5 là được, còn lấy hơn nữa thì nó to quá nhìn xấu. Qua thẻ fit mặc định là 2.5 ly. Mình nhắc lại đây là con số chiều cao của cái chữ số kích thước lúc in ra trên tờ giấy đó, bạn muốn mấy ly nhập vô đây nha. Bạn muốn 10 ly cũng được nữa, nhập vô đây 10 ra 10, lúc bạn in ra trên giấy đúng tỷ lệ thì nó ra 10, bạn lấy thước bạn đo được đúng 10 ly thế thôi. Rồi fit nè, trong thẻ fit này bạn chọn cái này nè, để cho cái chữ nó luôn luôn ở giữa hai đường giống, nó không có chạy ra ngoài nha, cái này quan trọng nè. Rồi tiếp tục, cái chỗ này luôn luôn để là một, nhiều bạn không biết để con số này là bao nhiêu nè. Nếu mà bạn định dạng dim để ghi cho không gian model á, thì con số này bạn để theo tỷ lệ, ví dụ như các bạn vẽ tỷ lệ 1/100 thì con số này là con số 100. Cái dim để ghi cho bạn vẽ tỷ lệ 1/10 thì con số này là số 10, vân vân. Tóm lại tỷ lệ bao nhiêu thì con số bấy nhiêu. Còn nếu mà bạn định dạng để ghi cho
tại không gian layout. Thì con số này là con số 1, tại vì trong trong không gian layout của mình chính là tờ giấy A4 A3 rồi, nó chính là tờ giấy rồi, tại cái khung quang vẽ của bàn vẽ này nè chính là tờ giấy rồi, cho nên số này số 1 nha. Rồi qua tiếp, có thể ra manager unit, đây là cái số lẻ, bỏ hết số lẻ đi. Rồi được rồi, đây là luôn luôn là 1, dài nhiều ghi nhiều. Ok, tiếp tục bằng lít ok ở đây, low lâu lại nè, thì bạn tìm xem coi nó có hiện diện ở đây chưa. Hiện diện rồi, nó hiện diện rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình mới tiến hành mình ghi chú lên để cho các bạn. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn đặt định dạng tag để ghi cho không gian layout luôn nè. Định dạng tag để ghi cho không gian layout nó khác định dạng tag ở model một chút xíu, là bạn gõ lệnh d enter, xin lỗi, định dạng tag thì gõ nhầm lệnh ft enter. Rồi bạn tìm đến cái standard này, cái standard click vào ngay chỗ chọn standard nha, chỗ này click vào new, đặt cho nó cái tên. Rồi ở đây giờ mình test layout luôn đi. Ok, thì mặc định nó Arial, các bạn thích phong nào cứ chọn ở đây. Mình khuyên các bạn không nên lấy những cái phong lạ nha, lấy những phong lạ thì bạn gửi cho người khác mở lên bị lỗi phong, trên cái file bản vẽ bị lỗi phong rất là phiền phức nha. À, những bản vẽ mà yêu cầu nghiêm ngặt về phông chữ thì bạn phải làm theo. Nhưng mà khi gửi cái file đó đi thì bạn cũng phải gửi kèm cái phông đi theo, người ta mở lên mới không bị lỗi cho các bạn. Mà chỉ cho người ta cái cách để đưa phông vào trong email á, thì các bạn lấy những phông lạ bạn xài thì bạn phải làm như thế. Rồi cái chiều cao chữ này nè, bạn để ý cái chiều cao chữ này nè, đây chính là cái chiều cao thực của cái chữ cái lúc mà các bạn ghi ra trên tờ giấy đó, thì bạn muốn mấy ly thì bạn nhập vào đây thôi. Rồi ví dụ cái chiều cao chữ mình muốn là 3 ly, mình nhập lên số 3. À, ví dụ cái chữ ghi chú bên trong á, mình muốn 3 ly, nó lớn hơn cái chữ cái thước nửa ly, rồi bạn cho click vào đây, nhập lên số 3 ly. Bạn muốn 10 ly nhập 10 để cho các bạn. Còn định dạng test để ghi cho bản vẽ tại không gian model đó, những số chỗ này nè, bạn tính ra bằng cách là ở trong cái video, mấy video trước mình đã chia sẻ hết rồi, các bạn vào coi nha, vào trong kênh á, mình nhắc lại bên dưới video này, bạn vào trong cái mục mô tả, bạn click vào mục mô tả hiển thị thêm, bạn sẽ thấy có cái đường link, bạn click vào, bạn tìm cái video hướng dẫn định dạng test để ghi, tức là tạo một cái kiểu chữ định dạng test đó cho bản vẽ, là mình chỉ rất kỹ. Ở tại model thì mình lấy cái tỷ lệ nhân với chiều cao mong muốn thì mới ra số nhập ở đây. Còn định dạng test để ghi cho bản vẽ tại không gian layout thì nhập đúng số thật, chiều cao thật luôn của cái chữ lúc in ra trên giấy. Mình muốn in ra 3 ly nhập lên số 3. Width factor này để 0.8 là cái đầu hẹp của chữ này nè, 0.8 được rồi. Apply. Rồi, xong. Như vậy là chỉ cần một định dạng test, một định dạng dim ghi cho tất cả các tỷ lệ, giả sử trong cái khung bản vẽ này có 10 tỷ lệ khác nhau. Các bạn cũng chỉ dùng một test, một dim thì đương nhiên nó sẽ đảm bảo là cùng một cỡ với nhau. Thì cho các bạn, tại mình ghi tại không gian layout mà. Rồi bây giờ bắt đầu ghi. Nhưng mà khi ghi cái thước, bạn chú ý cái này. Mình đầu tiên mình chỉ cái thước trước. Đương nhiên mình không có ghi hết mấy cái này, mình ghi tượng trưng vài cái để bạn biết cách làm thôi. Đặc biệt phần ghi cái thước bạn chú ý. Nó có cái biến dim ass, gọi là dim ass, tức là dim associate, liên kết dim enter. Thì cái viết tắt của chữ dimension associated liên kết dim với lại hình đó. Thì mặc định nó có cái lệnh này, nó có ba cái biến, nó có ba giá trị 0, 1, 2, mặc định nó bằng 2. Nếu nó bằng 2 đó, mặc định nó bằng 2 rồi, một số phiên bản két mặc định nó bằng 1 nha các bạn, một số phiên bản két là mặc định bằng 0. À, còn phiên bản két 17 thì mặc định nó bằng 2 cho mình luôn rồi. Nếu nó bằng 2 á, thì cái đoạn thẳng, giờ mình qua bên kia nha, mình qua bên cái không gian đây, qua bên đây mình vẽ một cái đoạn thẳng ra ngoài đi. Đoạn thẳng này mình vẽ dài là 500, dài 500 rõ ràng nha. Rồi mình qua layout nè, mình tạo một khung nhìn bên ngoài đi, MV vẽ khung nhìn bên ngoài. Rồi mình đưa cái khung này lên, đưa cái đoạn thẳng mới vẽ lên nè. Rồi bây giờ bạn ghi cái thứ cho cái đoạn thẳng này, nếu dim ass bằng 2 thì bạn ghi dài bao nhiêu nó ra bấy nhiêu. Này là lệch, dùng ghi thước lệch DAL ghi nè. Bạn thấy nó báo vẫn là 500 không? Đây nó vẫn báo đúng giá trị 500. Nếu các bạn ghi thước bạn lít ra bên ngoài thì lúc này nó ghi cái thước thật của cái màn hình, cái thước thật của màn hình tại không gian layout,
chứ không phải kích thước của đoạn thẳng này. Chú ý khi bắt điểm thì ghi kích thước bạn phải bắt điểm vào nó mới hiển thị ra đúng số nha. Chứ bạn bắt mà không có bắt điểm vào nè, bạn bắt ra ngoài, chạy ra ngoài chút xíu thôi bạn thấy nó ra đây nó sai liền. Bạn thấy chưa? Đây mình bỏ nè. Ví dụ mình bắt ra ngoài, giả sử chỗ này mình bắt ra ngoài cái nè, không có đúng điểm nha. Đó là chỗ này mình bắt không đúng điểm, mình thử cái là mình bắt không đúng điểm này cho bạn xem nè. Giờ là không đúng rồi. Bạn thấy nó ra số một trời một vực không? Này con số này mình bắt ok, nó đang nhớ. Nó đang bắt vào đây. Đây mình bắt ra ngoài cho các bạn xem nè. Này bạn thấy nè, nó ra số nè. DAL enter nè. Này bạn thấy chưa? Đoạn thẳng là tương ứng với nó nè. Đó, có 90 thôi. Nhưng mà khi bạn bắt vào đây nó ghi nó báo giá trị thật. Này với điều kiện là cái biến DIMF bạn phải để là bằng 2. Nếu cái biến này bạn để bằng 1 thì dim ANS bằng 1 nè. Thì nó vào nó ghi nè, DAL nha. Chắc chắn nó không báo cái gì thật rồi. Tức là nó lấy giá trị thật của này nè, nó chia cho tỷ lệ của cái khung nhìn này thì bắt đầu nó mới ghi ra. Đó. Tức là ghi cái độ dài thật ở trong cái không gian layout thôi. Đó. Nếu mà cái biến nó bằng 1, còn nó bằng 0. Nó bằng 0 thì sao? Dim ANS. Cái biến này hay lắm. Bằng không. Rồi bây giờ bạn ghi thử nè. Thì lúc này cái thứ nó bị vỡ ra hết. Đây nó bị vỡ ra hết nè. Thì cái này là nó phù hợp cho những bạn mà làm ảnh vẽ nhiều tỷ lệ tại không gian model. Bạn để cái biến này bằng không thì khi mình keo cái kích thước lên á, con số nó không có bị chạy, cái dim này nó sẽ lớn tương ứng theo. Được chưa các bạn? Cái dim này nó lớn tương ứng theo cái hình. Rồi. Tuy nhiên ở đây mình ghi kích thước, bạn quan tâm mình cần phải để cái dim ANS bằng 2 nha, dim ANS bằng 2 enter. Rồi bây giờ bắt đầu mình ghi, chú ý ghi kích thước phải bắt vào đây, ghi kích thước thẳng góc phần DLI. Ở đây mình ghi ngang dọc thôi. Đây mình ghi nè, các bạn xem nè, phải bắt vào trong, nhớ phải bắt vào trong cái hình. Rồi đây chiều này là 4757, đúng rồi, từ đây xuống đây phải bắt vào trong cái hình, chú ý phải bắt vào trong hình. Đây 1001, đúng rồi. Rồi, đây mình sẽ ghi thước ngang dọc thôi. Rồi, đây là kích thước trên mặt bằng. Rồi, kích thước trên mặt bằng. Mình ghi kích thước trên mặt bằng của cái hòm thư chỗ này thôi. Mình quan tâm cái hòm chỗ này thôi. Rồi, bây giờ mình ghi kích thước trên đây cũng tương tự thôi. Mình ghi tượng trưng vài kích thước cho các bạn xem thôi nha. Chứ mình không có ghi hết. Đó, các bạn thấy chưa? Ba bản vẽ này có phải là ba tỷ lệ khác nhau không? Nhưng mà nó làm ra một cái khung nó cùng tỷ lệ hết. Bạn thấy nó cùng tỷ lệ với nhau. Đây. Nó cùng cỡ với nhau. Thì khi các bạn in ra cái chữ này đúng bằng 2.5 ly trên tờ giấy A3. Trên tờ giấy A3 cái chữ này đúng bằng 2.5 ly. Rồi tương tự cho ghi dấu chữ cũng vậy thôi các bạn. Đây, nó đảm bảo nó cùng một cỡ hết. Chứ nếu mà bạn ghi tại model á mà cũng có chữ này thì các hình này sau khi bạn qua đây sẽ khác cỡ nha. Cái hình này thì dim cỡ khác, này dim cỡ khác, này cỡ khác, nhìn rất là xấu. Giờ ghi test cũng tương tự, chú ý mình đang ở layout nha, không có nhấp đôi gì vô trong hết á. Ghi chú chữ, mình ghi thử một dòng chữ cho bạn thấy nè, lệnh test ở đây. Giờ mình ghi đây là mặt đứng hòm thư số 3, mặt đứng trước hòm thư số 3, này lấy chút cái. Lấy cái kiểu test các bạn vừa tạo nè, test layout nè nha, test layout đang 3 ly đúng rồi. Rồi, tuy nhiên cái tên của các bạn vẽ đó, cái tên của một cái bản vẽ thì các bạn phải cho nó lớn hơn chút xíu, lấy 5 ly này nha, và đậm lên cái tên, cái tiêu đề á phải đậm lên. Rồi bạn gõ vào, rồi mặt đứng trước, chú ý cái tên tiêu đề phải lớn ít nhất là 1.2 đến 1.5 lần cái chữ ghi chú bên trong, và phải đậm ở dưới mặt đứng cái thùng thư số 3. Chú ý tên tiêu đề gạch dưới nhìn cho nó đẹp, và phải đậm là dưới ở đây, bo tròn nó là dưới nè, là lít ra bên ngoài. Xong bây giờ mình ghi chú chữ bên trong thì sao? Ghi chú chữ bên trong thì mình test nè, bo tròn nó nè, giờ mình ghi chú chữ bên trong này. Rồi bạn lấy test này nha, 3 ly đúng rồi, bạn gõ nội dung vào thôi. Mặt trước hòm thư mình gõ không dấu cho nhanh nha, ra ngoài ok. Đây bạn thấy nè, đấy mà. Rồi mình ghi. Rồi giờ bạn dùng lệnh L ghi chữ cho mấy hình khác, bạn cứ copy cho cái này ra thôi, copy ra. Để bạn vẽ bạn đừng có dùng lệnh test nhiều lần, bạn cứ copy ra chỗ nào có test bạn cứ copy ra để cho các bạn cứ copy thoải mái. Rồi nhấp đôi vào sửa thành nội dung thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới, nó cùng chữ nó cùng cỡ nhau hết, rất là đẹp, bạn vẽ rất là đẹp.
Rồi bây giờ mình chỉ cho các bạn dùng lệnh ghi chú hay là e nè. Phần test là rất là đơn giản thôi đúng không các bạn? Các bạn chỉ copy ra sửa lại nội dung thôi. Cái quan trọng là định dạng á, định dạng đi mà test á. Rồi là e, chú ý là e ghi chú cũng tương tự nè. Ví dụ mình đặt vô đây, ghi chú đây là ổ khóa đi. Rồi đưa trỏ ra nè, nó chuột cái nè. Rồi phải chuột lần thứ nhất, phải chuột 3 lần. Rồi nhập nội dung vào ổ khóa. Nó ra ngoài, xong. Mình thấy chưa? Chữ cũng rất là đồng là chữ này rất là đồng loạt với nhau. Rồi, bây giờ mình ghi chú chỗ khác thì cũng tương tự thôi. Vào chỗ này. Nhãn thùng thư. Nó chuột phải 3 lần nha, nó chuột L E Enter, chọn điểm đặt mũi tên, rê chuột ra. Ra ngoài chọn nó chuột trái điểm thứ hai, rồi nhập nội dung vào. Đó. Ok, vào cái này là gọi là nhãn thùng thư. Nhãn thùng thư. Ok đây xong. Mình nhắc lại để ghi chú như thế này nè, nhiều bạn không biết, nhập lệnh L E Enter, lít chuột trái, cái kiểu mũi tên mà khởi chữ nó cũng theo cái dim luôn đó các bạn, nó theo định dạng dim, dim layout đó. Chọn đầu tiên là các bạn chọn cái vị trí đặt mũi tên là cái ổ khóa, rồi di chuyển ra nè, ra ngoài bằng chỉ hướng nào đó tùy các bạn, chỉ chỗ nào trống nhìn đẹp á, trình bày sao cho nó đẹp, đừng hạn chế chồng chéo nha. Rồi nhập lít chuột trái nè, bật F8 lên nè, cho thẳng hàng nè, chọn đoạn ngắn này lấy chuột cái nữa nè, enter 3 lần, xin lỗi enter 2 lần trong tình huống này. Rồi bạn nhập nội dung vào ổ khóa. Còn trường hợp ok đây, trường hợp là e enter, nếu mà các bạn lấy chuột trái dùng qua đây đi, lấy chuột trái lần thứ nhất để đặt mũi tên, lấy chuột trái lần thứ nhất để đặt mũi tên này là e enter, lấy chuột trái để chọn cái điểm đặt mũi tên, xong tắt F8 đi, chọn điểm thứ hai. Trong trường hợp nếu mà bạn chỉ cần chọn hai điểm thôi thì sau đó bạn phải enter 3 lần, 1 2 3, nó hiện ra dòng test cho các bạn nhập luôn. Bạn không cần kẻ cái đoạn thẳng nằm ngang, tự động nó kẻ cho bạn đoạn thẳng nằm ngang ngắn thôi. Đoạn nhập vào đây, tường tường 400, ví dụ như thế. Rồi ok xong. Thì bạn thấy nè, nhiều tỷ lệ khác nhau, nhiều tỷ lệ khác nhau, nhưng mà cỡ đêm cỡ chữ có một cỡ một à, ghi chú chữ đêm có cùng một cỡ rất là đẹp. Cứ như thế bạn làm cho xong cái bản vẽ này luôn. Trong quá trình làm chắc chắn các bạn sẽ gặp một số cái vướng mắc, trong quá trình làm lướng vướng cứ nhấn escape bạn làm lại không được, các bạn cứ comment hỏi bên dưới trong cái mục bình luận á, thằng Lê sẽ tranh thủ trả lời hết tất cả những cái câu hỏi, những thắc mắc cho các bạn. À, nhiều bạn xem không hiểu thì các bạn cứ hỏi nha, chứ mình không có gì ngại hết á, mình sẽ sẵn sàng trả lời cho các bạn hết á. Rồi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình, các bạn click vào biểu tượng thăng lên ở góc dưới bên trái màn hình này nè, bên phải màn hình này nè, click vào đăng ký kênh để khi mình chia sẻ những video khác các bạn sẽ thấy được cái thông báo các bạn xem. Cảm ơn các bạn nha.